dép này như một đôi em. Dạ hai chiếc đôi gì cũng hỏi. Chúng ta chưa phải đôi đâu mà làm vậy hả? Tao sợ mày hả? Lão quan dừng hú khoan. Yeah hú khoan. Alabama Maradona Maradona Maradona. Trời ơi, bớt xíu đi em, mắc mắc quá vậy. Chị biết cái số khác á, bán là rẻ gấp đôi này luôn. Em không biết khách khác á vào gấp đôi chị. Ở đây bán sao vậy? Có khuyến mãi gì không? Shop em bán theo nguyên tắc 3-0. Là sao? Không khuyến mãi, không trả giá, không mua thì biết. Thật quyên. Sao rồi biết? Remote. Thôi xuyên chút nữa thì phải xin. Chị Hữu cần em giúp gì không? Thôi được rồi, cảm ơn em, chị tự coi được. Chị ơi, mùi nước hoa của em là về sức hình thơm nhất đắt luôn. Bảo đảm luôn á, cái mùi này là mùi mới bên em nè. Mà chị mua về là chồng chị đời đời kiếp kiếp chị luôn. Girl, thử chị còn nhiêu đây à. Em bán hết phần trên cho người ta về còn chị. Ờ, nó để tôi tự lựa rồi mà. Để em nói, shop em chị biết gì đâu chị lựa. Anh ơi, bên em mới ra cái loại kính này, anh đeo vô là anh thấy đường luôn á. Hay lắm anh, mua đi. Anh biết Sơn Tùng MTV không? Sơn Tùng MTV á? Giải này á? Không không, anh hát hay, anh mới ra bài mới, anh nhắc chơi cho vui thôi. Anh biết Lý Huỳnh Lân không? Lý Huỳnh Lân chắc chắn giải này luôn á. Là em nè. Tối bán gì em? À, bên em bán bịch nửa anh. Bịch nửa ý. Bịch nửa ý, bịch nửa. Bịch 1/2, bịch nữa, bịch nữa, bịch không, bịch nữa nè, bịch nữa, không phải, không nghĩ thế. Thôi, rồi, anh mua bịch nữa không? Tại gì? Bịch 1/2 ấy. Không, bịch 1/2, bịch lửa đấy. Nữa hả? Ừ. Đen lại. Chơi. Áo này mặc đi làm đẹp lắm chơi, áo này như vậy. Áo này 70 cành anh. Anh đọc em địa chỉ đi rồi em ship nữa, phí ship thêm 30 cành nữa. Dạ, trả rồi. À nên anh, bên em mới áp dụng chương trình khuyến mãi, em quên. Áo này 100 cành, free ship. Free ship. Vậy đi, còn cái đôi đường không? Thanh toán luôn nha, tiền mặt nha. Dạ. Trời ơi, cái áo đẹp dữ em. Dạ. Nhiêu vậy? Để em gọi sếp em hỏi thử cái giá. Rồi. Dạ, dạ anh ơi, cái áo Gucci em bán nhiêu vậy anh? À, dạ, 170, dạ 170k. Trời ơi, mắc quá em ơi. Có giảm gì không vậy? Anh biến đi. Ê, để em hỏi sếp em cái. Hello, dạ cái áo nó có giảm không anh? Đẹp mới giảm anh. Dạ, dạ. Dạ, không giảm anh ơi. Cũng được, 270 cũng được, lấy cái đi. Dạ để em gọi sếp em hỏi thử có cho anh mua không, cái cho chắc đi. Anh ơi, giờ anh mua cái sản phẩm này bên em đó là em tặng cho anh một cái điều khủng cực sốc. Anh nghe cái anh toát mồ hôi hột, anh lạnh cái sống lưng. Ghê vậy, điều gì vậy? Anh hứa anh mua, anh mà không mua anh là con chó. Dạ, dạ, để em nói điều cho. Cái điều của em hôm nay là em bán đúng giá, không giảm một cắc nào. Anh sốc chưa? Mua đâu. Đẹp á, chắc mua cái này. Ơ, các bạn nhân viên ơi. Các bạn nhân viên ơi, hỗ trợ mình với. Hỗ trợ mình với các bạn nhân viên ơi. Điếc các bạn nhân viên, mình điếc lại, mình điếc lại. Dạ đúng rồi anh. Đức đến mình đâu mấy rồi. Dạ Đức của em là khắp Sài Gòn luôn. Dầu. Anh có để dành được khá khá. Em ký mình miếng quận 7 được không? Dạ được anh. Anh đợi em xíu nha. Em đi qua quận 7 xúc mấy em miếng đất trồng cây. Hãy like và subscribe cho mình nhé.